chào các bạn quay trở lại với channel của mình. Và ngày hôm nay chúng ta lại quay trở lại với mini game, mini war. Và đây là Noob. Xin chào. Ok, thì ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một cái mini game có tên là Đại chiến đồ VIP chế tạo từ cát. Đó, trời ơi, nghe thôi đã thấy hấp dẫn rồi phải không? Ok, chúng ta sẽ bắt đầu rồi. Nhiệm vụ ngày hôm nay của chúng ta đó là phải... đâu nhỉ? Đây, cầm xẻng đi xúc cát các bạn, xúc đất xúc cát. Trời ơi, vừa vào được cái xẻng gọi là siêu xịn luôn. Xẻng này xẻng gì đây? Xẻng gỗ à? À, không biết là có kỹ năng hay chưa. Chưa có kỹ năng các bạn. Chúng ta phải nâng cấp lên những cái xẻng xịn sò con bò. Và mình muốn rằng là, ui bạn này không biết là có hiểu ý mình không nhỉ? Ây sổ ơi, bạn gì ơi? Trời ơi, kết hợp đi, trời ơi. Hãy đâu nhỉ, vứt cát cho Noob đi. Xong rồi Noob chế thực xẻng VIP. Xong rồi chúng ta chia nhau. Trời ơi, hợp lý luôn đấy chứ. Ui bạn này, mà mình cứ đào xong bạn này đi. Ây, bạn ơi. Đấy, bạn này, ê, hiểu ý ngay. Hiểu ý ngay các bạn. Đấy, nó phải như thế, đồng đội. Trời ơi, đồng đội tốt, đẹp trai quá nhở. Rồi, xẻng đá, xẻng sắt chúng ta cần 45. Đào nhanh các bạn, đào nhanh để có kỹ năng. Bạn này hiểu ý đấy bạn ơi, đẹp trai. Đẹp trai là phải cần gọi là nhân bản ngay. Đấy, trời ơi, chưa gì đã hiểu ý rồi. Trời ơi, này đẹp trai quá nhở. Rồi, ok, chúng ta sẽ được 45 rồi, xẻng sắt luôn các bạn ơi, nâng cấp liền. Rồi, nâng cấp liền, có kỹ năng. Úi sổ, kỹ năng nhanh lắm. Rồi, mình sẽ cố gắng là mình sẽ có được xẻng vít. Rồi mà mình sẽ... Úi trời, cái xẻng sắt, cái gì đây? Cái xẻng sắt, cái gì đây? Trời ơi, cái kỹ năng lởm dã man. Rồi, xong rồi. Toang rồi các bạn, đi bụi rồi. Ủa, sao bạn này không đào nữa đi? Đào nữa đi bạn. Mình thề luôn là cái xẻng sắt nó lởm kinh khủng khiếp luôn ý ạ. Rồi, toang rồi, đi bụi rồi. Quả này là đi bụi rồi. Dồn công, dồn sức vào chế tạo, chắc phải nâng cấp lên xẻng khác luôn đấy. Rồi mình sẽ lên cái xẻng nào mình cảm thấy là hợp lý, mình sẽ dừng lại và chế tạo vũ khí thôi. Rồi ôi cái xẻng này ấy, các bạn thấy không, xẻng sắt lại đào được 2 hay 3 block đấy. một sự lừa dối. Rồi chúng ta sẽ lên xẻng gì nhỉ, xẻng vàng nào. Ôi, xẻng sắt rồi à, xẻng vàng ấy cần 64 các bạn ạ. 64, ok, 64 thì 64. Xem nào, cái này là bao nhiêu sức tấn công này. Ui có 20 sức tấn công lận đấy, đừng có đùa. Rồi chúng ta lên được 64 rồi. Lên xẻng vàng luôn các bạn ơi, xẻng vàng luôn. Trời ơi. Úi dồi ôi, cái xẻng này đào kiểu gì ấy. Nó cứ đào kiểu như đây là cái cát ấy, thì đâm ra là... Úi dồi. Mình không hiểu là cái nguyên lý hoạt động của cái xẻng nó như thế nào. À đây à, nhưng như thế nào thì thôi kệ đi. Nâng cấp lên xẻng xịn rồi tính sau nhá. Ô lại bạn khác à? À đâu, bạn này như đổi skin sao chứ. Phải bạn này không nhở? Trời ơi. À ừ đúng bạn này. Khổ quá, đồng đội mình không nhận ra nữa. Chết dở rồi. Hỏng rồi các bạn ạ. Chết dở rồi, đồng đội tôi không nhận ra. Từ từ các bạn ơi, mình sẽ cố gắng là lên đồ vít nhanh để mình còn hộ bạn. 128 các bạn ơi. Ủa, 128 block chúng ta mới có thể là nâng cấp được lên cái xẻng kim cương à. Này cũng tiến độ này cũng nhanh mà. Rồi ok, 128 phải không? Đơn giản rồi các bạn. Nhanh thôi. 128 với chúng tôi. Đấy, được 100 rồi nhá. Còn 28 thôi. 128 mình phải đi đứng sát vào cái block này để mình sử dụng kỹ năng cho nó gọi là chuẩn như cơm mẹ nấu luôn. Đấy, chuẩn như sách giáo khoa luôn. Rồi, vẫn chưa đủ. Chuẩn như sách giáo khoa luôn. Đủ chưa? À đâu chưa. Hai stack này mới được 100. Đây, ừ đúng rồi, được 128 rồi đấy, quên mất. Rồi, sát thương 30, tiếp đến là cái xẻng ngọc lưu ly là 192. Nhưng mà không biết là nó... Ồ được. Đấy, nó đào nó cũng nhanh đấy. 192 rồi, ok. Đào nó cũng nhanh đấy, đáng được tiền bắt gạo đấy. Nhưng mà mình đang sợ rằng là ui, thôi đừng đào sang bên kia. Trời ơi, mấy bạn kia sang múc cho một trận đấy. Không biết là mấy cái xẻng này nó... Ui, nó có sát thương cao không để mình có nâng cấp không, thì chỉ sợ là không đủ nguyên liệu thôi mình. Bởi vì là thấy nó nhỏ cái chỗ này. Trời ơi, chỗ này nó hẹp. Thì sợ là không đủ nguyên liệu là thôi, tí nữa ăn hành no đấy. Rồi, chúng ta sẽ đào với cái này đấy. Đào cái này, đấy, thấy bé này. Có điều gì đó sai các bạn. 192 đó. Chúng ta phải đào 2 stack các bạn. Ok, cứ đào đi đã. Tính sau các bạn này. Rồi, 2 stack rồi. Đâu à? Bạn kia chui đâu rồi, đừng đào sang đấy nữa. Nguy hiểm lắm, trời ơi. Gì đâu mà chơi dại vậy. Mình sợ lắm các bạn. Mình sợ lắm, đang gọi là mải mê miệt mài. Thôi nâng cấp đồ VIP. Đâu ra tự nhiên mấy bạn vác súng, vác ống, vác kiếm kia các thứ ra sang dí mình là thổ. Con biết là xuân này là con không về luôn đi chứ. Ok, vẫn chưa đủ à? Chết dở rồi. À đâu, chưa. 192 cơ mà.
Giờ mình mới được 100 bao nhiêu đây? Hai mấy này. Chưa được, còn lâu. Còn lâu các bạn. Ok. Ở nhà bạn ơi, chờ mình xíu nha, mình nâng cấp lên cái xẻng VIP đã. Mà mình sẽ đào cho bạn. Bạn yên tâm. À bạn này cũng có kỹ năng mà. Đấy, đây, nhặt đi. Đúng rồi, nhặt đi thoải mái đây. Đấy, trời ơi, bây giờ mới xẻng VIP này. Trời ơi, xẻng Emerald đáng đồng tiền bát gạo các bạn ơi. Đấy, nó phải như thế các bạn ơi. Nó phải là như thế. Đâu, mình đào cho bạn này một cái nữa để bạn lên nâng cấp này, xẻng vàng rồi. Này. Đấy, nhặt đi. Đấy, các bạn thấy không? Nói chung là ăn một quả mà trả một cục vàng luôn. Ui, sức sát thương 40 này. Rồi, ok, được các bạn. Úi giời ơi, cái này sao làm thế này? Trời ơi, xẻng copper có bùng gì làm thế? Chết rồi, bị lừa rồi các bạn ơi. Đang xẻng Emerald xin lòi ra quả copper để mình nâng cấp để toang rồi, cụ đi rồi. Cụ đi chân lạnh toát rồi. Trời ơi, lừa bịp. Giả dối. Đấy các bạn thấy không? Không lên tin. Ui, đấy. Rồi cuối cùng là chúng ta gặp phải ngay cái xẻng lởm. Ngay cái xẻng lởm luôn. Rồi 320 mấy chúng ta mới nâng cấp lên. Sai lầm tuổi trẻ rồi. Vẫn phải nâng cấp rồi, biết làm nào. Lỡ theo rồi, phóng lao phải theo lao. Các cụ có câu là như vậy mà. Chúng ta là phải theo luôn. Biết làm như nào được. Rồi mình sẽ đào. Đào hết đi. Cứ đào hết đi các bạn, tính sau, chưa nâng cấp được lên. Ôi giời, bắt cái nhặt nốt của mình ạ. Đang nghèo thì chứ. Rồi bạn này Emerald chưa? Nếu nâng cấp được lên xẻng Emerald thì ra đào là hợp lý này. Ok, xẻng mặt trăng các bạn này. Chưa. Đấy, nó phải như thế. Nó phải như thế. Xịn so con bò phải như thế đấy. Trời ơi, nhặt đi bạn này. Thế giới này là của chúng ta. Sát tìm bên kia đấy. Thế giới này là của chúng ta, nhặt đi xong rồi nâng cấp sát. Xẻng này nó có sức tấn công là 40 rồi, 45 rồi cũng được các bạn. Đứng đào bên kia, trời ơi. Rồi xong, toàn. Bên kia nó sang có dí cho một trận đi. Đi bụi đấy, đi bụi thật sự luôn đấy. Ok, mình sẽ về và mình chế tạo nốt nha. Đấy, ui, xẻng cầu vồng luôn rồi à. Trời ơi, thấm hết luôn rồi. Ok, áo giáp, làm gì thì làm, phải cần áo giáp các bạn ạ. Phải cần áo giáp. Rồi, ok. Áo giáp này. Vàng. Ui, thiếu, cái mũ. Mình có nên nâng cấp đầu kim cương hay gì nhỉ? Súng thì, ui, súng VIP này. Wow, súng thì rất là rẻ. Rồi, nâng cấp đầu kim cương các bạn. Đầu kim cương nó vẫn là một cái gì đó, nó siêu VIP à? Ok, ok là, rồi. Chỉ tạo thêm cái áo choàng nào, chạy cho nó tít nào. Đấy. Rồi, chúng ta sẽ chế tạo súng nha các bạn nha. Sát thương cận chiến hiện tại mình có cái xẻng này sát thương cận chiến nó cũng có rồi. Súng thôi. Súng ống này thì mình thấy rằng là nâng cấp rất là đơn giản. Đấy, súng VIP nào, xem súng VIP nào. Cần 80 block này. Ừ được. Để núp, trời ơi. Trời ơi, núp đá ra. Úi giời ơi, bạn gì ấy? Nhặt đi bạn ấy. Nhanh khẩn trương. Nhặt đi, đang trong thầy kỳ hòa bình. Không nhặt bây giờ là không còn lúc nào đâu. Hết đào hết. Ui, bạn này không xem xịn không? Xịn liền. Rồi, súng VIP rồi. 90 sát thương rồi. Bây giờ nâng cấp lên kiếm nhá. Kiếm này. Ôi, chết giờ rồi. Không nâng cấp kịp kiếm là thôi. Rồi, kiếm copper. Kiếm gió à? Úi rồi đánh nhau rồi. Sao lại đánh nhau rồi? Khai hỏa đến từ vị trí đồng đội của mình rồi. Ôi đừng có đánh nhau giờ này. Ui, nhau giờ này là toàn kiếm kim cương này. Trời ơi, nhau giờ này là núp sợ lắm. Ok. Không sao không, mình thay đạn đó. Ôi chưa có. Ui bạn kia đã múc nhau rồi. Tới bến rồi. Ờ team bên kia là hình như. Úi rồi ôi, team bên kia hình như chưa có đồ VIP. Ôi xong, team bên kia là toàn rồi đấy. Team bên kia chính thức là bị gọi là bạn gì đó ra gõ ra cầm hình như là cầm cúc gõ. À đâu, cầm xẻng gõ sao ấy. Mình chưa mua đạn các bạn ạ. Quên mất. Mua mấy viên đạn nào. Rồi ok, kiếm gravity, kiếm cầu vòng super. Yes. Rồi ok, chúng ta đã được rồi. Để mình. Đâu rồi? Để tôi. Tôi ra. Đâu? Xong rồi đấy, chấm hết rồi. Úi dồi ôi, chém một cái là double kill luôn. Ghê chưa? Ui, xem nào. Ui, kiếm này chém xa dã man.
Ui má ơi, chú choa đâu xin. Chấm hết rồi, chấm hết rồi. Cuộc tình này coi như chấm hết rồi. Cuộc tình này, cuộc tình này coi như chấm, chấm hết rồi. Cuộc tình này không còn gì để nói là coi như chấm hết rồi. Chấm hết rồi. Chấm com rồi. Trời ơi, nó mạnh gì đâu à. Nó vừa mạnh mà nó, ui nó xa dã ma luôn. Mình đứng tận đây mà. Đây đây, từ từ từ. Ui đứng đây vẫn được nửa map luôn này. Thôi thôi thôi. Ui đây đứng đây không. Cái gì cái gì. Bắn cái gì, bắn cái gì, ai có súng. Mạnh, mạnh kinh khủng khiếp mà. Mạnh kinh khủng khiếp. Ui xồi. Ui xồi, cái kiếm này nó gọi là in the best luôn. In the best luôn bạn. Là lướt đánh vong. Ê ê chết chết nhầm. Mạnh dã man các bạn ơi, mạnh dã man. Thôi tôi về, tôi mình về mình mua thêm thức ăn gọi là phòng ngự nữa nhá. Chắc là mình, uầy bạn này cũng được kiếm cầu vòng rồi. Thôi toàn tìm bên kia, đúng toàn tìm bên kia thực sự rồi bạn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ mua thức ăn đó. Đấy, chúng ta sẽ mua giảm sát thương này, mấy cái giảm sát thương đi. Ăn hết vào cho nó gọi là bổ béo. Bạn này muốn gì? À bạn này mình nghĩ rằng đang chế giáp đấy. Ăn hết vào cho nó bổ béo nhá. Sau đó chúng ta sẽ làm một cuộc tổng tấn công cuối cùng. Tổng tấn công cuối cùng. Sang đi bạn ơi, tấn công đi, đúng rồi. Hãy tấn công như một chiến binh thực thụ. Ok, rồi ok. Thức ăn đây. Thức ăn gọi là phòng thủ tấn công này. Vứt luôn cái kia đi, không có cần. Phòng thủ tấn công là có đầy đủ. Tấn công đây. Attack. Ui, rồi xong. Tìm mình kia đúng là, đúng là đen rồi. À, có áo giáp rồi, có áo giáp rồi, có áo giáp rồi, có. Sao bạn kia chém cái gì mà mình sao bay nhảy nhấc người lên nhở? À, hình như là hình như là cái kiếm này có thể tự tay bóp đồng đội. Tự tay bóp đồng đội các bạn ạ. Rồi. Ui, bạn kêu áo giáp rồi. Rồi, ok, mình sử dụng súng đi. Ui, nhưng mà chém chay là cứ one hit một bé thôi. Ôi ôi, nó cũng mạnh thật sự luôn đấy, chém chay là. Skin mắc là sắt. Ui, này, đánh chay này. Ui, đánh chay một hit luôn. Ui, đánh chay một hit luôn bạn ơi. Bấm như bấm trả là lốt thế này. Bạn này hình như có áo giáp đây thì là hai bổ ạ. Ui, chết luôn. Bạn này chế được áo giáp rồi, chắc là chế áo giáp kim cương hoặc là áo giáp sắt rồi, khỏe lắm. Khỏe ra phết đấy. Nào. Trời ơi. Úi giời ơi, hơn cả thần luôn ạ. Hơn cả núi cao, hơn cả núi dài, hơn cả sông luôn ạ. Đố anh bắt được em, đố anh bắt được em. Trứng rán cần mỡ rồi. Để mình rán cho bạn này một trận. Trứng rán cần mỡ này. Kiếm thì phải có nút. Rồi ok, xinh đẹp ạ. Ua, nó mạnh dã man đúng không ạ. Thề luôn cái kiếm này. Kể ra là mình có đồng đội. Đồng đội xịn là mình. Úi giời ơi, team này không phản được rồi. Team, ủa, team này không phản kháng được rồi. Team mình quá ghê các bạn. Quá ghê gớm. Quá ghê gớm mà một bạn đã thoát ra rồi. Úi giời ơi, quá ghê gớm rồi. Chết, chết queo luôn bạn kia, chết queo. Có một bạn mới vào, chết queo luôn. Chết queo luôn, không làm được gì luôn. Chết queo luôn. Ok thì có lẽ là clip ngày hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Và nếu các bạn yêu thích thì đừng quên để like một like như đăng ký kênh của Noob nha. Và đừng quên comment để kiếm bạn phía dưới. Và xin chào gặp lại. Bye bye. Bye 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 bye. Bây giờ chị Thỏ sẽ hướng dẫn các bạn cách tải game đơn giản nhất nha. Nào cùng cầm điện thoại lên và làm theo chị nhé. Bước 1, mở trình duyệt web. Bước 2, nhập trang web miniworldgame.com. Bước 3, bấm vào nút Google Play. Hoặc các em cũng có thể bấm vào nút Official APK cũng được nhé. Bước 4, bấm vào nút Download. Sau đó, bấm vào file vừa tải xuống. Cài đặt. Chờ một tẹo nha, để cho game được tải xuống. Bây giờ thì các em có thể mở game lên, đăng nhập vào tài khoản của mình và chơi là được rồi.